Sáng nay 16 tháng 6, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Theo người dân, vụ cháy xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày. Vào thời điểm trên, một khách hàng chạy xe máy vào cây xăng để đổ xăng. Trong lúc nhân viên cây xăng đang đổ xăng thì vị khách này vẫn hút thuốc, rồi để rơi tàn thuốc xuống đất khiến ngọn lửa bốc lên dữ dội. Người dân cho biết nghe tiếng đổ lớn sau đó thì ngọn lửa bốc lên mọi người ai nấy cũng hoảng hốt vì đám cháy quá lớn và mạnh ngay sau đó lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường và khống chế đám cháy rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người tuy nhiên ba trụ bơm xăng và một chiếc xe máy đã bị ngọn lửa thiêu rụi